Thưa quý vị, giảm nhẹ trong sáng cuối tuần hôm nay 11 tháng 9 nhưng giá vàng SJC đã tăng được vài chục ngàn đồng mỗi lượng trong tuần này, chấm dứt chuỗi 5 tuần giảm giá tính đến tuần trước. Theo đó, tập đoàn Doji báo giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 37,23 triệu đồng một lượng mua vào và 37,35 triệu đồng một lượng bán ra. Tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh cùng thời điểm, giá vàng SJC theo báo giá của công ty SJC là 37,25 triệu đồng một lượng và 37,35 triệu đồng một lượng, tương ứng tăng 90.000 đồng một lượng và giảm 10.000 đồng một lượng so với cuối giờ chiều qua. Sáng nay, giá vàng SJC bán lẻ cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 3,75 triệu đồng một lượng. Cuối tuần trước, mức chênh lệch bị đẩy lên 4,8 triệu đồng một lượng. Kỳ điều hành tới dự kiến vào thứ Hai, 12 tháng 9 thay vì hôm nay, 11 tháng 9 vì là ngày nghỉ. Theo doanh nghiệp đầu mối xăng dầu thì mỗi lít xăng ngày mai có thể giảm 800 đồng nếu nhà điều hành không sử dụng quỹ. Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy giá xăng bình quân trên thị trường Singapore đến ngày 8 tháng 9 giảm so với kỳ điều hành trước đó, với RON 92 là 96,76 đô la Mỹ một thùng, RON 95 là 101,5 đô la Mỹ. Giá dầu cũng giảm về quanh mốc 129 đô la Mỹ một thùng. Nếu không trích và sử dụng quỹ thì giá xăng sẽ giảm khoảng 800 đồng, còn dầu thì hạ 900 tới 1.000 đồng một lít. Nếu cơ quan quản lý trích quỹ bình ổn thì giá các mặt hàng xăng dầu sẽ giảm ít hơn. Giám đốc doanh nghiệp đầu mối xăng dầu tại Hà Nội cho rằng giá xăng có thể giảm gần về mốc 22.000 đồng một lít. Hiện giá xăng và dầu thế giới vẫn trong xu hướng đi xuống. Để đẩy hàng tồn, hàng loạt cửa hàng bán đã xả bánh trung thu với giá 40 tới 60 nghìn đồng một cái, mua một tặng 4, thu hút nhiều người mua hơn. Tuy nhiên không ít người vỡ lẽ khi mua phải bánh hết hạn sử dụng hay là hàng trôi nổi. Chiều 10 tháng 9 khi thấy bảng 40 nghìn đến 60 nghìn đồng một cái, nhiều người dân đã tấp vào để mua bánh trung thu tại một cửa hàng trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, với lượng lớn bánh trong tủ kính, người bán cho biết bánh Đồng Khánh giảm còn 40.000 đồng một bánh một trứng và 60.000 đồng với bánh hai trứng. Bánh yến xào giảm 100.000 đồng một hộp. Tuy nhiên, không ít khách hàng vỡ lẽ khi chọn phải bánh hết hạn sử dụng. Tương tự, một cửa hàng đã trưng bảng mua một tặng 4 đã thu hút nhiều người. Khi mua một bánh hiệu Đồng Khánh với giá 240.000 đồng, khách được tặng thêm 3 bánh. Tuy nhiên, theo quan sát, thông tin hạn sử dụng loại bánh này in khá mờ trên bao bì. Thậm chí hạn sử dụng của nhiều bánh đã bong tróc gần như không đọc được. Dịp Tết Trung Thu năm nay, lượng bán tồn của các thương hiệu vẫn còn khá nhiều. Thưa quý vị, chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn đang là một xu hướng mạnh mẽ ở nhiều quốc gia trên thế giới như là EU, Trung Quốc và cả quốc gia ASEAN bởi chính những lợi ích về cả kinh tế và môi trường. Tại Việt Nam, việc ứng dụng kinh tế tuần hoàn gắn với phát triển bền vững, tăng trưởng xanh đang được quan tâm, đề cập nhiều hơn trong những năm gần đây. Nhiều ý kiến của nhà quản lý, chuyên gia đã đưa ra nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của xã hội và của doanh nghiệp. Ước tính hiện nay có khoảng 30 quốc gia trên thế giới đã và đang xây dựng các lộ trình để phát triển kinh tế tuần hoàn. Tại Việt Nam, đang đặt ra mục tiêu góp phần giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP ít nhất là 15% vào năm 2030, hướng tới mục tiêu phát thải ròng về không vào năm 2050. Đến năm 2030, các dự án kinh tế tuần hoàn trở thành động lực chủ yếu trong giảm tiêu hao năng lượng sơ cấp, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, 100% rác thải hữu cơ ở đô thị và 70% rác thải hữu cơ ở nông thôn được tái chế. Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành các cái chủ trương chính sách, các cái nghị quyết như là chiến lược về tái cơ cấu nền kinh tế, rồi phát triển các ngành, các lĩnh vực. Hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đã thiết kế những quy trình tái chế, tái sử dụng, mô hình kinh doanh hoặc theo hướng tuần hoàn. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia và phản ánh của các doanh nghiệp, nhận thức về kinh tế tuần hoàn hiện nay còn hạn chế, thiếu các chính sách cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp. Do đó, các chuyên gia cho rằng để phát triển mô hình này, Việt Nam cần có chính sách khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thông qua giảm thuế phí, hỗ trợ mua sắm công các sản phẩm áp dụng kinh tế tuần hoàn, cung cấp tín dụng xanh cho kinh tế tuần hoàn. Chúng tôi nhận thấy rằng là có 3 cái khó khăn chính mà các doanh nghiệp tái chế rác thải nhựa tại Việt Nam gặp phải. Thứ nhất, đó là cái vấn đề mà đảm bảo được một cái nguồn cung, cái lượng rác thải nhựa đủ lớn và có chất lượng để phục vụ cho cái hoạt động tái chế của họ.
Cái thách thức thứ hai đó là cái đầu ra của cái sản phẩm nhựa tái chế. Cái với khó khăn thứ ba mà các doanh nghiệp nhựa tái chế gặp phải đó là cái vấn đề mà tiếp cận các nguồn tài chính xanh có ưu đãi để mà phục vụ cho cái việc mà đầu tư mở rộng. Khi chúng ta nói về các cái vấn đề khi triển khai thì chúng ta sẽ cần những cái tiêu chuẩn, quy chuẩn về mặt khuyến khích kinh tế tuần hoàn thì hầu như hiện nay là chúng ta chưa có được những cái quy chuẩn đó. Ví dụ liên quan tới tiêu chuẩn về các cái nguồn nguyên vật liệu đầu vào, các cái sản phẩm tái chế, tiêu chuẩn nó như thế nào. Bên cạnh đó cần hạn chế, ngưng sử dụng nhựa một lần toàn diện và hợp lý cho các nhóm sản phẩm, xây dựng cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích, đẩy mạnh việc sử dụng nguyên liệu tái chế và hỗ trợ phát triển thị trường nguyên liệu tái chế. Tôi cố gắng thực hiện những cái chính sách 3R là giảm thiểu, giảm sử dụng và tái chế. Đó là những cái chính sách nền tảng, toàn bộ cái hệ thống trang trại và các nhà máy đều ứng dụng những cái công nghệ tiên tiến để đảm bảo giảm cái tiêu hao nguyên vật liệu, kéo dài cái thời gian sử dụng, kéo dài cái vòng quay của nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất và tiêu dùng. Các nhà máy và trang trại đều ứng dụng năng lượng xanh. Mình đề cập đến vấn đề doanh nghiệp vừa và nhỏ, thế thì làm sao chúng ta cùng liên kết, chúng ta phối hợp, chúng ta hợp tác với những doanh nghiệp lớn, và chúng ta hợp tác giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ với nhau, chúng ta tận dụng các hiệp hội cũng như chúng ta có thể có được cái sự hỗ trợ từ các cơ chế chính sách và để đạt được cái nền kinh tế tuần hoàn cũng như thúc đẩy và khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện. Hiện nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết Bộ đang xây dựng nghị định về cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn trình Chính phủ xem xét vào quý 1 năm 2023. Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng ban hành khung hướng dẫn thực hiện kinh tế tuần hoàn và sửa đổi các quy định cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào sản xuất kinh doanh theo kinh tế tuần hoàn. Trước làn sóng nhân viên y tế nghỉ việc đã khiến các cơ sở y tế rơi vào tình trạng thiếu nhân lực, quá tải và người gánh chịu là bệnh nhân. Đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết thành phố sẽ dành gói ngân sách hơn 250 tỷ đồng để hỗ trợ nhân viên y tế từ 5 tới 10 triệu đồng theo đặc thù công việc. Theo đó, việc đề xuất hỗ trợ động viên một lần cho người lao động ngành y tế nhằm động viên khích lệ ghi nhận sự đóng góp, cống hiến của nhân viên y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Các mức hỗ trợ được đề xuất theo mức độ công việc và cho từng vị trí trực tiếp làm chuyên môn y tế và không trực tiếp làm chuyên môn y tế gồm mức 1 là 10 triệu đồng một người, mức 2 là 7 triệu, mức 3 là 5 triệu. Tại Hà Nội, trong 7 tháng đầu năm có gần 860 nhân viên y tế nghỉ việc, chuyển công tác. Nguyên nhân là do dịch COVID-19 kéo dài trong 2 năm đã tạo áp lực tương đối lớn lên cán bộ y tế tất cả các tuyến. Trong khi đó, nguồn thu của các đơn vị giảm nhiều, đặc biệt là các bệnh viện tự chủ và y tế cơ sở, nên thu nhập của cán bộ y tế so với khối lượng công việc là chưa tương xứng. Các chuyên gia cho rằng công cụ hạn mức tín dụng, còn gọi là room, đang thể hiện nhiều hạn chế, cần được loại bỏ và thay thế bằng công cụ mới ưu việt hơn. Theo đó, hiện công cụ này hiện đang gây ra một số vấn đề như vốn cho nhu cầu phục hồi sản xuất kinh doanh bị ngưng trệ, hàng loạt người mua nhà bị chủ đầu tư phạt do nộp chậm tiền. Do đó, về mặt pháp lý, sớm hay muộn ngân hàng nhà nước cũng cân nhắc việc bỏ room tín dụng. Đến nay, sau hơn một thập kỷ, Việt Nam đã liên tục kiểm soát tốt lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. COVID-19 hoành hành trong suốt 2 năm 2021 và 2022, tăng trưởng kinh tế chỉ trên 2%. Sản xuất kinh doanh gần như ngừng trệ, nhưng tín dụng vẫn tăng trưởng trên 12%. Mà lạm phát không xảy ra. Hay nói cách khác, sức ép từ chính sách tiền tệ đến lạm phát không quá lớn. Hiện không có bong bóng bất động sản, chứng khoán, trong khi đó nhu cầu vốn đang rất cần cho doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế phục hồi, thì hạn mức tín dụng được kiểm soát quá chặt chẽ gây cản trở nỗ lực phục hồi kinh tế. Các chuyên gia kinh tế đều cho rằng cần gỡ bỏ room tín dụng, bởi khi room tín dụng là công cụ hành chính, tạo cơ chế xin cho, tạo môi trường bất bình đẳng cho các ngân hàng thương mại và ảnh hưởng đến nguồn vốn phát triển cho các doanh nghiệp. Trong bối cảnh này, đối với các ngân hàng, cần phải làm việc thông thoáng để tránh những hiện tượng tiêu cực. Việc làm tiêu cực như thế sẽ rất nguy hiểm cho nền kinh tế, và như vậy sẽ bóp chết những doanh nghiệp, những lĩnh vực hoạt động hiệu quả đang phát triển. Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 vừa được Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ. Ý tưởng về 1 triệu căn nhà xã hội này từng được Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đề cập tại một hội nghị vào đầu tháng 8 và Thủ tướng giao cơ quan này nghiên cứu. Theo đó, đến năm 2030 thì ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội được hoàn thành, tập trung nhiều tại Long An, Bắc Giang, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh theo đề án của Bộ Xây dựng.
Nhu cầu về nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, theo tổng hợp từ 40 địa phương là khoảng 2,6 triệu căn. Các địa phương cũng đặt mục tiêu đến năm 2030, hoàn thành 1,8 triệu căn, đáp ứng gần 70% nhu cầu thực tế. Tuy nhiên, tại đề án vừa trình, Bộ Xây dựng nêu mục tiêu tới năm 2030 sẽ có ít nhất 1 triệu căn hộ thay vì 1,8 triệu căn. Đề án dự kiến phân làm hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 2021-2025 khoảng 700.000 căn, đáp ứng khoảng 54% nhu cầu. Từ năm 2025 đến năm 2030, đáp ứng 85% nhu cầu. Thời gian qua, việc xây nhà ở xã hội, như Bộ trưởng Bộ Xây dựng từng thừa nhận, gặp nhiều khó khăn do thủ tục đầu tư xây dựng, mua bán kéo dài, phức tạp hơn nhà ở thương mại. Dự án nhà ở xã hội được miễn tiền sử dụng đất, nhưng vẫn phải thực hiện thủ tục tính tiền sử dụng đất để miễn. Việc xác định giá trước khi bán, cho thuê, cho mua đối với nhà ở xã hội đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách phải được cơ quan nhà nước cấp tỉnh thẩm định, khiến kéo dài thời gian, tốn kém cho doanh nghiệp. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình vừa cảnh báo dấu hiệu bất thường của các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các dự án có dấu hiệu bất thường huy động vốn bằng hình thức khác nhau với lãi suất khủng và đề nghị khách hàng cung cấp bằng chứng ra công an. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ra văn bản về việc xử lý nội dung liên quan đến Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam có dấu hiệu vi phạm hoạt động huy động vốn, có nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự trên địa bàn. Theo đó, Công ty Nhật Nam có trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh đang có hành vi huy động vốn thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro cho các nhà đầu tư. Hiện nay, công ty này đang thành lập nhiều chi nhánh và các văn phòng tại các tỉnh trên cả nước, lôi kéo nhiều nhà đầu tư với lợi nhuận khủng từ 60 cho đến 84% một năm, kèm theo đó là nhiều ưu đãi về bất động sản. Công ty Nhật Nam chi lợi nhuận bằng tài khoản cá nhân. Cách thức hoạt động của công ty này tương tự như mô hình Ponzi, lấy tiền của người trước trả cho người sau. Được biết, tháng nào Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình cũng cung cấp danh sách các dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn, chuyển nhượng và bán hàng để người dân nắm thông tin, tránh bị lừa đảo mất tiền oan khi mua bất động sản. Một công ty kinh doanh xăng dầu ở Cà Mau bị phạt gần 9 tỷ đồng do có hành vi gian lận trong kê khai hệ thống phân phối và giấy phép kinh doanh xăng dầu hết hiệu lực. Trước đó, nhiều cây xăng đã bị xử phạt do vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau bị phạt tiền 50 triệu đồng do có hành vi gian lận trong kê khai đăng ký hệ thống phân phối. Đồng thời, công ty này cũng bị phạt tiền 90 triệu đồng vì kinh doanh xăng dầu khi giấy phép kinh doanh xăng dầu được cấp đã hết hiệu lực. Ngoài ra, để khắc phục hậu quả cho hành vi kinh doanh xăng dầu khi giấy phép kinh doanh không còn hiệu lực, doanh nghiệp này còn buộc phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022 với số tiền là gần 8,7 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền mà Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau bị phạt và truy thu phải nộp vào ngân sách là gần 9 tỷ đồng. Đến nay đã có 12 doanh nghiệp bị rút giấy phép kinh doanh có thời hạn. Sau đợt thanh tra 33 doanh nghiệp đầu mối, có 5 doanh nghiệp đã được trả lại giấy phép sau khi hết thời hạn xử phạt. 2 doanh nghiệp khác sẽ được hoàn trả giấy phép vào ngày 14 tháng 9. Hôm nay 11 tháng 9, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa bắt giữ xe tải và toàn bộ số hàng hơn 2.000 chai rượu ngoại không nguồn gốc xuất xứ. Theo đó, khoảng 11 giờ ngày 10 tháng 9 tại km 274 quốc lộ 1A thuộc địa phận phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, trong lúc làm nhiệm vụ, tổ công tác trạm cảnh sát giao thông Tam Điệp đã phát hiện ô tô tải biển kiểm soát 34H02341 có nhiều dấu hiệu bất thường. Tổ công tác trạm cảnh sát giao thông Tam Điệp đã tiến hành kiểm tra hành chính xe ô tô tải nói trên do lái xe Cao Văn Công sinh năm 1989, trú tại xã Diễn Kỳ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An điều khiển. Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện trên xe vận chuyển hơn 2.000 chai rượu do nước ngoài sản xuất và toàn bộ số hàng này đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, trị giá khoảng 2 tỷ đồng. Bản tin của chúng tôi xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nghị định số 38 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo được cho là không còn phù hợp với xu hướng phát triển của điện ảnh, hạn chế cơ hội để khán giả thưởng thức các phim chiếu rạp. Trong bối cảnh đó, 4 cụm rạp lớn nhất chiếm 80% thị phần rạp chiếu tại Việt Nam vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xem xét về việc cho phép các rạp chiếu phim được hoạt động sau 24 giờ.
Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Dòng chảy cuộc sống ngày mai, 12 tháng 9 năm 2022.